Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video của phụ kiện Pico. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán cường lực chỉnh hãng Go dành cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G nha. Trên tay mình đang cầm là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G bản màu xanh hồng. Mình sẽ bóc hộp cường lực chỉnh hãng Go ra cho mọi người xem. Và trong hộp sẽ gồm có một miếng cường lực Go trong suốt và một bộ phụ kiện hỗ trợ dán như này. Các bạn nhớ bóc miếng dán có sẵn trên màn hình ra nhé. Trong một gói phụ kiện sẽ gồm có một khăn lau khô, một khăn lau ướt và một miếng giấy dính bụi. Mình dùng khăn lau ướt có tẩm sẵn dung dịch vệ sinh và dùng khăn lau khô để vệ sinh sạch sẽ màn hình. Các bạn nhớ là phải lau thật sạch màn hình trước khi dán nhé. Mình dùng miếng dính bụi để lấy hết bụi ra ngoài trước khi dán. Mình sẽ bóc lớp plastic ra, các bạn cố gắng đừng để vân tay chạm vào bên trong lớp dính nhé. Các bạn đặt miếng cường lực cân với màn hình và bạn bật màn hình sáng lên như mình để dễ căn nhé. Và sau đó, bạn chỉ cần vuốt nhẹ một cái là miếng cường lực nó sẽ tự ôm sát vào màn hình luôn. Nếu còn sót lại những bọt khí thì bạn hãy lấy khăn khô để miết các bọt khí đó về hai bên viền như mình là được, không cần phải bóc ra dán lại đâu nha. Các bạn để ý nếu như mà không còn bọt khí hoặc là bụi và mình dán đã cân trên màn hình thì tức là mình đã dán thành công rồi đấy. Và đây là thành quả của mình sau khi dán. Cường lực Go sau khi dán xong thì bạn sẽ thấy là độ trong suốt rất là tốt, cảm giác như là đang sử dụng màn hình thật vậy. Và ngoài ra thì cường lực này sẽ chỉ phun 99% màn hình thôi, nên là bạn có thể sử dụng mọi loại ốp mà không bị lo đẩy cường lực đâu. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách dán cường lực Go cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì có thể kích vào link mình để ở dưới phần mô tả để xem chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật cũng như là giá của sản phẩm. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của phụ kiện Pico.